Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 7, Kiếm Trang Tuyết Lang 02. À, vậy là ngươi không biết dư kiếm vương giấu thuốc ở đâu hả? Từng món tay đường lệ từ rời khỏi cổ hoa vô môn, chỉ có hồng cô nương biết thuốc giấu ở đâu phải không? Vậy phiền ngươi dẫn đường ta muốn gặp hồng cô nương. Lời y nói ra ẩn chứa ý cười, nét mặt ôn nhu. Hoa vô môn cũng mỉm cười, nhưng năm ngón tay đường lệ từ bấm sâu vào cổ hắn đã để lại năm vết thương dì máu. Người thành thạo dùng độc như hoa vô môn đương nhiên biết trên món tay đường lệ từ có độc, tuy không phải là kịch độc nhưng cũng phiền phức. Huống hồ trên người mình có vết thương thì rất nhiều loại phấn độc, nước độc phát tán trong không khí sẽ không thể dùng được, hắn tin chắc đây mới là chủ ý của đường lệ từ khi bóp cổ mình ra năm vết máu. Ngón tay có độc, đơn giản vì nó vốn có độc mà thôi. Nào ai cố ý chi đâu. Hồng cô nương đang ở trong lầu gác đỏ tía, nếu nàng ấy không tự mình muốn bước ra thì chẳng ai gặp được nàng. Hoa vô môn thở dài, nếu ta và ngươi cùng xông vào thì nàng ấy sẽ kéo chuông báo động trong lầu, dư khớp phượng sẽ biết ngay là ngươi đến. Cao thủ trong kiếm trang tuy không nhiều, nhưng một khi để lộ tin tức thì việc tìm thuốc của ngươi sẽ càng thêm khó khăn người thông minh như đường công tử chắc phải hiểu điều này chứ đường lệ từ khẽ mỉm cười không dám mạo phạm người đẹp nếu đám đàn ông thô lỗ chúng ta không nên bước vào thì đành chờ hồng cô nương tự mình đi ra vậy y ung dung liếc nhìn hoa vô môn ta không muốn quấy giày kiếm vương tiếp khách mà cũng không có thời gian chờ đợi lọt vào mắt xanh của giai nhân thế này đi nếu chờ một lát mà hồng cô nương không ra gặp ta thì ta bẻ gãy cổ ngươi vậy có được không? ơ ờ kìa hoa vô môn cười đáp đương nhiên đâu có được cho dù ngươi bẻ gãy cổ ta thì hồng cô nương cũng không ra đâu vậy càng dễ đôi tay như ma quỷ của đường lệ từ đã đặt lên cổ hoa vô môn hắn chỉ cảm thấy cổ mình đau nhức lại nghe một tiếng rắc đành nhắm mắt lại khi hắn nghĩ mình phải chết thật rồi thì một luồng hơi ấm bỗng phả vào mặt hắn mở mắt ra nhìn chỉ thấy đường lệ từ thổi nhẹ một hơi về phía hắn dịu dàng than thở người như ngươi mà không dám dẫy ruộ một lần để tìm đường sống chẳng lẽ bí mật sau lưng ngươi lại đáng sợ đến thế hoa vô môn nhìn gương mặt thanh tú kia cổ vẫn đau nhức không chịu nổi đường lệ từ mỉm cười thật tươi sóng mắt lay động diễm lệ say rắm lòng người thế mà chẳng hề nhẹ tay hơn chút nào hắn đành ngả người về phía sau cũng không trả lời câu hỏi của đường lệ tư. Đường lệ tư không hỏi thêm nữa, hai người cứ rằng co như vậy thêm một lúc, đột nhiên đường lệ tư nhẹ nhàng mỉm cười, lại nhẹ nhàng thổi một làn hơi ấm áp về phía môi hoa vô môn. Y đang, lê gì? Hoa vô môn nghe tiếng tim mình đập thình thịch, đầu óc trống rỗng trong chốc lát. Đường lệ từ buông hắn ra, phất phất tay áo, người đi đi với tính cách của hoa vô môn ngày thường thì hắn sẽ cười cười rồi bỏ đi ngay nhưng hôm nay lại ngẩn ngơ đứng chôn chân tại chỗ mang theo đầy bụng nghi ngờ và cái đầu mờ mịt chầm chậm rời đi đường lệ từ ngoại trừ tâm cơ hơn người thủ đoạn độc ác thì còn là một người hết sức quái gở hoa vô môn rời đi đường lệ từ mỉm cười vui vẻ nhìn quanh thấy không xa có một tòa lầu gác màu đỏ tía thì ung dung cất bước đi thẳng về hướng đó đi chưa đầy 30 bước đã nhận ra tiếng hít thở xung quanh đột một tăng lên, hiển nhiên có rất nhiều người đang theo dõi y. Y không hề để tâm, tiêu sái bước về phía cửa lầu gác, chợt nhìn thấy một bóng người áo trắng ngủ trong bụi hoa, tóc bạc như tuyết khiến y không khỏi mỉm cười. Ây, tới nhanh vậy, người nằm trong bụi hoa bạch hồ điệp thở dài, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Đường lệ từ cũng chẳng để tâm, Ngẩng đầu lên chợt thấy thấp thoáng một bóng người mảnh mai trên lầu gác đỏ tía. Y nhìn lên trên lầu thi lễ, đi đến trước lầu đẩy cửa ra rồi cứ thế bước vào. Nhưng chuông báo động cũng không dung, y bước lên bậc thang dẫn lên lầu 2 thì thấy một vị cô nương áo trắng đang đứng lặng lẽ ở đó. Người này thanh nhã như tiên, hai hàng chân mày như trâu như nhíu, dù chưa lộ hết gương mặt đã thấy phảng phất một bầu không khí u buồn ảm đạm. Như Lan, Như Lệ, Hồng cô nương, nhịp chân đường lệ từ chậm chậm bước lên lầu vẫn không ngừng lại, trong lầu gió lùa tươi mát, y mỉm cười tựa như đạp ngọn gió mà lên. Hồng cô nương gật đầu, chân mày dài như ngọn núi xa nhíu càng thêm sâu, ngươi là ai? Tại hạ là đường lệ từ, y mỉm cười, đã đặt chân lên bậc thang cuối cùng nhưng không bước nốt, đứng dưới hồng cô nương một bậc thang, ngẩng đầu nhìn nàng, chân mày của y vừa vặn nằm ngang tầm mắt nàng. Người chính là nghĩa tử của đường Vi Khiêm, nghĩa huynh của Vân Phi, chủ nhân vạn hiếu trai. Hồng cô nương khẽ hỏi, dẫu tên tuổi nàng không lưu truyền trên giang hồ, nhưng lại nắm rõ xuất thân và những chuyện đã trải qua của các nhân vật lớn như lòng bàn tay. Đúng vậy, đường lệ từ đứng ở cuối gió, mùi hương trên người nàng nương theo gió thổi qua vương vấn nơi chóp mũi y, đường mẫu từ xa tới đây là vì dạo này nghe giang hồ đồn đại chuyện tinh quỷ cửu tâm hoàn bắt nguồn từ dư gia kiếm trang ta chưa từng nghe nói đến tinh quỷ cửu tâm hoàn hồng cô nương thản nhiên đáp thân phận đường công tử cao quý sao có thể nghe tin đồn đại ngoài đường mà đi gây hấn với dư kiếm vương nàng yêu kiều đứng ở cửa thang lầu không hề nhúc nhích mời công tử về cho đường lệ từ nhìn hồng cô nương từ đầu xuống chân khẽ cười cô nương không biết võ công. Hồng cô nương gật đầu cười nhạt, nhưng ta có trăm ngàn cách khiến ngươi vùi thân nơi này. Cô nương giỏi dùng cơ quan ám khí, đường lệ từ mỉm cười. Hồng cô nương không phủ nhận, ánh mắt giò xét trên người đường lệ từ, bụng ngươi bị thương. Không sai, đường lệ từ vẫn mỉm cười. Mục đích ngươi tới dư ra kiếm trang không phải vì tinh quỷ cửu tâm hoàn, mà vì chuyện khác. Hồng cô nương gần từng chữ, cũng không sai, Người có thể nói cho ta biết, người bỏ ra 5 vạn lượng vàng mua thẩm lang hồn, lại đích thân lao vào chốn nguy hiểm này, rốt cuộc là vì mục đích gì không? Nàng nhìn đường lệ từ, người này đứng bên dưới nàng, mà tay nàng đang nắm giữ chốt mờ 71 món ám khí trong lầu gác. Nhưng cân nhắc tình thế hiện tại, dường như nàng không thể phóng được món nào. Đường lệ từ yêu nhã buông tay xuống, cô và ta trao đổi có điều kiện với nhau được không? Ta nói thật với cô, cô cũng nói thật với ta. Điều kiện, người muốn bàn điều kiện với ta. Đôi mày thanh tú của hồng cô nương khẽ trao lại. Chẳng lẽ trên đời chưa từng có ai trao đổi điều kiện với cô à? Y mỉm cười ôn hòa. Cô nương tin tức linh thông, trí tuệ hơn người. Ta cho cô cái cô muốn, cô cho ta cái ta muốn. Ai cũng có được thứ mình cần lại không mất lòng nhau. Chẳng phải rất tốt sao? Ngoài viên thuốc đó ra, chuyện ngươi thật sự muốn biết rốt cuộc là gì? Nàng nhìn Đường Lệ từ đăm đăm, "Ngươi gàn dở quá đi mất, rốt cuộc ngươi muốn gì?" "Ta muốn biết tung tích hai người và đáp án cho một câu hỏi." Đường Lệ từ vô cùng nhẫn nại đáp, "Hai người, là hai người nào?" Nàng truy hỏi, Đường Lệ từ cười cười không đáp, "Thế còn đáp án cho một câu hỏi, ngươi muốn hỏi gì?" "Ta muốn hỏi một người, nếu như ta chết, người ấy có rơi nước mắt vì ta không?" Đường Lệ từ nhẹ nhàng nói, lại kèm theo một tiếng thở dài khe khẽ. Hồng cô nương thoáng ngẩn người, người ngươi muốn tìm có liên quan đến viên thuốc kia không? Có thể liên quan, có thể không liên quan, đường lệ từ vẫn nhẹ nhàng như cũ, đây chính là mục đích của ta. Mục đích của người thật sự đơn giản như thế thôi sao? Hồng cô nương phất ống tay áo, nói cho ta biết người ngươi muốn tìm là ai, có quan hệ gì với ngươi, có thể ta sẽ cân nhắc nói cho ngươi biết thuốc kia được giấu ở đâu thế này thì sao đường lệ từ mỉm cười truy hỏi quan hệ của ta với người kia đơn giản là muốn nắm điểm yếu của ta chi bằng ta cho cô biết nhược điểm của ta cô nói ra tung tích viên thuốc kia mà ta còn có thể nói nhược điểm của ta trước điều kiện rất có lợi đấy cô nương đồng ý chứ vậy sao cũng được hồng cô nương thản nhiên đáp người nói trước đi ta nghe xong có thể trở mặt nói không biết đường lệ từ cười nhược điểm của ta ừm ta đang bị thương, tuy cô nương không biết võ công nhưng lại tinh thông y thuật, nhìn ra được trên người ta có vết thương. Tùy ta có võ công cao cường nội lực thâm hậu, nhưng không thể giao đấu với người khác quá lâu, bằng không vết thương sẽ tái phát, một xác hai mạng. Hồng cô nương khẽ trao đôi mày thanh tú, người không phải phụ nữ mang thai, đâu ra một sắc hai mạng. Đường lệ từ vẫn mỉm cười không đáp, hồng cô nương thoáng khựng lại, nếu ngươi đã thẳng thắn nói rõ nhược điểm của mình như thế, thì chỗ giấu những viên thuốc kia cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Nhưng câu hỏi vừa rồi ngươi nhất định phải trả lời, rõ ràng nàng rất tò mò, dò xét đường lệ từ từ đầu đến chân, thuốc của dư gia kiếm trang chôn dưới bụi hoa bạch hồ điệp ngoài cửa kia, ngươi đào đất lên sẽ thấy. Cô nương tuân thủ giao kèo, quả là người đáng tin. Đường lệ từ mỉm cười, Vậy đường mộ cáo từ, y ung dung xoay người đi xuống, hồng cô nương ngơ ngác, đợi đã. Câu hỏi vừa rồi, à, đường lệ từ quay đầu mỉm cười, ban nãy ta có đồng ý trả lời đâu. Ngươi, hồng cô nương thở dài xa xăm, ngươi thật xảo quyệt. Nhưng dù ta nói cho ngươi chỗ giấu thuốc thì ngươi cũng chưa chắc lấy được thứ ngươi muốn. Nếu đã bắt sống được hoa vô môn, sao ngươi không giết quách hắn đi? Tay nàng cầm một giải lụa trắng đưa ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy, bên trong giải lụa không biết là thứ gì, hoa vô môn không chết, bây giờ trong bụi hoa bạch hồ điệp ngoài kia đã mai phục trọng binh. Nếu chỉ vân và thẩm lang hồn không có ở đây thì nhất định là đang giữ chân dư khắp phượng, chỉ dựa vào mình ngươi liệu có thể phá được tam thập tam sát nhân trận của phong lưu điểm ta không? Thật lòng thì ta mong ngươi làm được, ai mới là người phải lo lắng? Dư kiếm vương đối phó với chỉ vân và thẩm lang hồn nắm được bao nhiêu phần thắng. Đường lệ từ ôn hòa hỏi, hồng cô nương không lo lắng gì sao? Hồng cô nương xinh đẹp như ngọc đứng trước bậc thang lầu, rũ mắt xuống thản nhiên nói, trên đường xuống suối vàng có hắn bầu bạn với ngươi không tốt sao? Ừ, một người bạn tốt, đường lệ từ đã bước ra khỏi lầu gác, đóng cửa lại, nơi ở của khuê các, tốt nhất không nên dính máu tanh. Bên ngoài lầu gác hoa cỏ tốt tươi bạch hồ điệp nở tràn mặt đất. Tuyết tuyến tử còn đang ngủ trong bụi cây, mấy con chuồn chuồn lượn vòng quanh, cảnh tượng êm đềm tốt đẹp thế này, chẳng hề nhìn ra sát cơ ẩn nấp nơi nào. Đường lệ từ cầm sẻng trồng hoa tuyết tuyến tử vừa đá đi ban nãy, ngồi xuống đào từng sẻng đất thật. Đường lệ từ, thâm sâu khó lường, hồng cô nương đứng sau cửa sổ lầu hai lặng lẽ dõi theo thế cục biến hóa. Nếu không diệt trừ người này coi chừng sẽ lật thuyền trong mương, lật thuyền vì đại gia giàu có nhất thiên hạ này y cố chấp muốn lấy những viên thuốc kia rốt cuộc là để làm gì không thứ y muốn không phải là thuốc mà là nơi giấu thuốc y muốn chứng minh điều gì rốt cuộc y muốn chứng minh điều gì mà y nói muốn tìm tung tích hai người và hỏi ai đó một câu là thật hay giả còn cả cái gọi là một xác hai mạng nàng tựa bên cửa sổ tòa lầu đăm đăm dõi theo bóng người kia bước về phía bụi bạch hồ điệp kiểu người này nửa thật nửa giả thế mà chẳng hiểu sao nàng lại đi tin những lời y vừa nói chẳng qua muốn biết một người như thế nào mới đủ sức khiến đường lệ từ tìm kiếm khắp nơi khiến y muốn hỏi nếu như ta chết người ấy có rơi nước mắt vì ta không nàng bất giác mân mê nửa cây sáo nhỏ trong tay chợt nhớ đến một người người ấy cúi đầu đánh đàn ca hát ầm ĩ dù cầm nghệ chẳng ra sao nhưng chơi đàn quyết liệt tiêu sái giống như chốn phàm trần này chỉ còn lại bản thân cùng với nỗi đau thương và lạc lối tràn ngập cõi lòng. Đường lệ từ cầm sẻng đào xuống bên dưới bụi hoa. Tuyết tuyến tử ai một tiếng ngồi bật dậy, chưa kịp nói gì, chỉ nghe mấy tiếng vù vù rất khẽ, hắn lại ai thêm câu nữa rồi nằm vật ra. Đường lệ từ phất áo, bốn mảnh ám khí cuốn vào tay áo y rồi lặng lẽ rơi xuống. Y cầm sẻng trong tay, mỉm cười nhìn những kẻ bịt mặt áo xanh chậm chậm bước ra từ bốn phía. 33 người, trên tay mỗi người đều cầm một cây sáo nhỏ. Nói ra chỗ dấu thuốc, thực chất cũng là để bày trận vây giết đường lệ từ đó thôi. Y chống sẻng trồng hoa, mà kẻ đứng bên ngoài trận địa 33 sát thủ dựa lưng vào đình trúc, tay mân mê cọng cỏ, thư thái nhàn nhã, chính là hoa vô môn y vừa thả đi ban nãy. Thấy y nhìn qua, Hoa vô ngôn chỉ mỉm cười đáp lại. Một người như thế nào mới có thể khiến hoa vô ngôn thà chết không phản bội. Hơn nữa sau khi bị dọa sợ chết khiếp còn có dụng khi dẫn người quay về. Trong giây lát đã lấy lại bình tĩnh, tâm bình khí hòa như lúc ban đầu. Một tia thâm trầm nổi lên nơi đáy mắt đường lệ tư. Kẻ đứng sau thao túng phong lưu điềm, chủ nhân của tinh quỷ cửu tâm hoàn là một nhân vật không thể khinh thường. chương 8, Kiếm Trang Tuyết Lang 03 chỉ nghe tiếng gió vù vù, 33 kẻ áo xanh bịt mặt hiển nhiên đã luyện thuật hợp bác, chật vật quay thành vòng tròn xung quanh đường lệ tư. Đồng thời bọn họ vung ống tay áo lên, trong cây sáo ngắn có tiếng dây đàn vang vọng, 33 mũi ám khí lạnh lẽo nhỏ xíu như tơ nhện, gần như không thấy được chợt lóe sáng, trong nháy mắt đã dính vào tay áo đường lệ tư. Đường lệ tư nhấc sẻng trồng hoa lên, hất một vốc đất về phía kẻ áo xanh bịt mặt. Khi mũi tên vừa dính lên vạt áo thì y đã xúc được hai sẻng liên tiếp, đào được một cái hố to cỡ miệng bát. Hoa vô môn thấy vậy hét lên, hỗn đao, đám người áo xanh bịt mặt lập tức rút đao trong ngực ra, kẻ đứng gần đường lệ từ nhất vung lưỡi đao sáng như tuyết đâm thẳng xuống lưng y. Đường lệ từ huyết cùi trỏ về phía sau, đụng đánh bịch vào lưỡi đao. Tên áo xanh ngẩn người, y trở tay đoạt lấy đao của hắn rồi vung tay lên đỡ một loạt bảy tám thanh đoàn đao chém tới, tay phải cầm sẻng trồng hoa vẫn đào sâu thêm ba tấc nữa. Thì ra cả tay trái và tay phải người này đều linh hoạt như nhau, tay trái cầm đao, tay phải xúc đất, thoạt nhìn không có gì khác biệt. Hồng cô nương đứng trên lầu xem giao chiến, hơi trao màu lại. Công lực đường lệ từ thâm hậu, nhưng nàng không thể ngờ kinh nghiệm thực chiến của y có vẻ cũng rất phong phú giống như thường xuyên giao đấu với người khác mà nhìn vào động tác của đường lệ từ thì hiển nhiên tam thập tam sát nhân trận không mang lại hiệu quả quá lớn y hoàn toàn chuyên chú đảo đất lên để tìm vị trí trôn giấu viên thuốc nàng nhẹ nhàng vẫy vẫy chiếc khăn lụa trắng ra ngoài cửa sổ hoa vô môn lập tức biến sắc ném cọng cỏ trong tay đi nhặt một thanh trường kiếm dưới đất lên chắp tay về phía lầu gác rồi rốt xoẹt thanh kiếm ấy ra hả đường lệ từ đột một quay đầu mấy chục lưỡi đao sắc đan sen vào nhau bay vèo qua bên cạnh y. y dùng một đao đỡ mười đao vốn đã thành thục. phía sau chợt có một lưỡi kiếm xe gió vù vù đâm tới, không thể không ngăn. đường lệ từ đành dơ ngang đao ra đỡ. đao kiếm va nhau đánh keng một tiếng. hoa vô ngôn bị y đẩy lùi về sau ba bước. nhưng tay phải vai trái trước bụng sau lưng đều có đoàn đao chém tới. y mỉm cười ngửa người tránh thoát, ngẩng đầu liếc nhìn lên lầu gác. Đao pháp của Đường Lệ từ chợt biến đổi, một đao vung lên chặt đứt cánh tay trái của một tên áo xanh bên cạnh. A, à, một tiếng hét thảm thiết vang lên, kẻ áo xanh kia ngã lăn ra đất. Đường Lệ từ chém một đao thành công, lại liên tục chém thêm vài nhát nữa không hề thương tiếc, chém cho sáu người đứng gần y ngã lăn ra. Mặt đất ngập trong máu tươi đầm đìa và những mảnh chân đứt tay cụt, trong nháy mắt khóm hoa tươi đẹp trắng ngần đã biến thành chiến trường đẫm máu trước uy thế của y, 27 người còn lại mất hết can đảm, tay chân luống cuống. Hoa vô ngôn lại chẳng hề nao núng, mỉm cười rút kiếm, kẻ nào xông lên thì đã thương kẻ đó, đường công tử ra tay cũng thật tàn độc. Người tự cho mình là giang hồ chính đạo mà lại vùi dập mạng sống của người ta như thế. Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ những người này cũng có cha mẹ vợ con sao? Hắn còn chưa nói hết câu thì tay đã nhanh chóng đâm ra năm chiêu kiếm, ngoài miệng nói những lời thông thả nhàn nhã nhưng tay lại đâm nhát nào ra nhát nấy, toàn nhắm vào những chỗ hiểm yếu chí mạng. Thành đào nhuốm máu trên tay trái đường lệ từ vung lên, giọt máu vương trên mũi đao thuận chiều gió bay vút lên, bắn thẳng vào gò má thanh tú của hoa vô môn, khiến gương mặt hắn tức thì tăng thêm mấy phần dữ tợn. Đường lệ từ mỉm cười đáp lại, ta nhận mình là giang hồ chính đạo lúc nào. Lời còn chưa dứt, ánh kiếm đã lướt qua người hoa vô môn hét lên hoa lạc chiêu tịch kiếm quang đột ngột tỏa ra bốn phía như hoa quỳnh nở rộ lộng lẫy vô cùng ngàn vạn tia kiếm đâm thẳng vào chỗ hiểm yếu trên bụng đường lệ từ đây chính là nhược điểm y vừa tự nhận ban nãy đường lệ từ dơ đao lên đỡ thầm nghĩ quả nhiên trong tòa lầu đỏ tía răng đầy cơ quan ban nãy khi y nói chuyện với hồng cô nương trong lớp tường kép của tòa lầu có người ẩn nấp hơn nữa còn dùng cách truyền tin khác mới có thể báo cho hoa vô môn biết nội dung cuộc trò chuyện của hai người nhanh như vậy được mà bây giờ đám người bịt mặt áo xanh đã dần quen với đao pháp và bước chân của y không thể dễ dàng đả thương bọn họ nữa đoạn đao bay qua lại đã kề sát người y thêm ba phân mà ám khí giấu trong thanh sáo nhỏ lại càng khó phòng bị hơn đao liên tục biến chiêu đường lệ từ dần dần đánh mất thế thượng phong cục diện trở nên rằng co không phân thắng bại, một khi kéo dài thì phần thua đương nhiên thuộc về y. Hoa vô môn thoáng nở nụ cười, vùng kiếm càng thêm tàn độc. Đường lệ từ xoay ngang đao cứa cổ, mỗi tiếng thét thảm lại đả thương một người. Sẻng trồng hoa trong tay phải y xúc thêm nhát nữa, chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan, phiến đá mỏng manh chôn dưới bụi hoa trắng vỡ ra, đất cát bay đầy trời, cánh hoa bay tán loạn, bụi bặm bay mù mịt. Sau khi bụi đất tan đi, người ta thấy một cỗ quan tài đá chôn dưới bụi hoa. Hoa vô môn biến sắc lùi lại ba bước, chân trái đường lệ từ bước vào trong hố, tay phải lần mò, kéo vật giấu trong quan tài kia ra. Chỉ nghe một tiếng rầm, đám người bịt mặt áo xanh vội vàng lùi về sau. Trong quan tài đá kia đặt một bộ hài cốt, đường lệ từ thấy vậy cũng ngẩn ra. Trong quan tài đá chứ hài cốt vốn không phải chuyện lạ, nhưng chỗ này là dưới bụi hoa, là nơi giấu thuốc, sao lại đặt một bộ hài cốt. Nhưng vừa nhấc bộ hài cốt lên thì một cái bọc giấu trong ngực hài cốt rơi bịch xuống, rất nhiều bình thuốc lăn ra ngoài. Đường lệ từ tiến thêm một bước, những kẻ bịt mặt áo xanh vội dừng tay, ánh mắt dán chặt vào những bình thuốc lăn dưới đất. Y khẽ cười, rể mũi chân, dăm ba bình thuốc bị y nhẹ nhàng đá lăn vào giữa đám người đang đứng bên ngoài. Đám người kia lập tức loạn cào cào, một người nằm dạp xuống đất tranh cướp, ánh đao lập tức nhoáng lên, chỉ nghe một tiếng hét thảm thương, người kia đã trúng mấy chục đao, phanh thây tại chỗ. Lưỡi đao dính máu, đám người bịt mặt áo xanh nhìn nhau, có vài người đã bắt đầu khàn khàn gầm rú dưới lớp khăn che mặt. Đường lệ từ cười cười nhìn hoa vô môn, mũi chân lại đá nhẹ cây nữa lại thêm mấy bình thuốc lăn ra ngoài vốn chỉ là những bình thuốc tầm thường màu xám cho nhưng lọt vào mắt người ta lại mang đến cảm giác kinh tâm động phách một bình thuốc lăn đến bên chân hoa vô môn hắn hít một hơi thật sâu người cố ý tìm nơi giấu thuốc là để đường lệ từ cắm sẻng trồng hoa xuống đất mỉm cười ôn hòa nhã nhặn vật có thối giữa thì sâu bọ mới đục khoét muốn san phẳng dư ra kiếm trang nếu không có vật này thì làm sao ra tay được? cặp chân mày của Hoa vô môn cong lên lộ ra ý cười. Đường lệ từ ơi là Đường lệ từ, đúng là ngươi rất giỏi. nhưng lẽ nào ngươi không nghĩ một khi đoạt được thuốc này rồi, Phong Lưu Điềm sẽ hạ quyết tâm đuổi cùng giết tận ngươi sao? chưa kể số người trên Giang Hồ đang hao háo thèm khát đống thuốc này không tám trăm thì cũng một ngàn. đoạt lấy tinh quỷ cửu tâm hoàn chính là phạm phải sai lầm lớn nhất trong thiên hạ, đứng vào đất chết đường lệ từ nhấc cái bọc chứa đầy bình thuốc kia lên cho dù ta không lấy túi thuốc này đi thì ngày mai phong lưu điểm cũng hạ quyết tâm đuổi cùng giết tận ta hoa vô môn thở dài một người như ngươi sao cứ phải khuấy vũng nước đục này chứ giang hồ này thiếu gì kẻ sống người chết hoặc sống giờ chết giờ có liên quan gì đến ngươi đâu hắn bắt kiếm quyết đứng vững tam thập tam sát nhân trận xung quanh hắn đã vỡ những kẻ bịt mặt đánh lộn để tranh giành những bình thuốc vương vãi ra đất hai người vẫn còn uy thế, dù đường lệ từ giữ phần lớn số thuốc còn lại nhưng không ai dám vượt qua ranh giới lao vào cướp, chỉ liều mạng tranh nhau những bình thuốc ít ỏi trên mặt đất. Lai lịch thứ thuốc trong bình này có thể liên quan đến một người bạn thân của ta. Đường lệ từ nhìn hoa vô môn, thong thả nói, ta là một người cực kỳ quý trọng bạn bè, mà có lẽ thoạt nhìn không giống lắm. Hoa vô môn bật cười, đúng là không giống, Người liều mạng chỉ vì thuốc này có thể liên quan đến bạn ngươi, quả thật làm người ta khó lòng tưởng tượng. Đường lệ từ mỉm cười, chuyện khó tưởng tượng trên đời này nhiều lắm, thuốc này ngươi đã uống chưa? Hoa vô môn lắc đầu, lại nhe răng cười, ta uống rồi. Đường lệ từ tiếp, ta nghe nói thuốc này hai năm uống một lần, nếu ngươi cướp được một bình thì phần võ công tăng thêm sẽ không mất đi, còn đảm bảo cho ngươi sống bình an mấy chục năm người tập võ có được mấy chục năm yên ổn đã là không tồi rồi hoa vô môn vẫn lắc đầu ta cam chịu số mệnh uống thuốc này rồi còn ảo tưởng muốn tự do sao sóng mắt đường lệ từ khẽ động liếc nhìn hài cốt trên đất người này là ai đây là mẹ của dư khớp phượng hoa vô môn cười đáp thuốc giấu trong mộ của mẹ dư khớp phượng khắp thiên hạ này ngoài tên quái nhân không sợ chết nhà ngươi ra thì chẳng ai dám động vào một ngón tay đường lệ từ mỉm cười thật bái phục ra là vậy đây là chủ ý của hồng cô nương à hoa vô môn đáp đương nhiên rồi lòng dạ đàn bà như kim rơi đáy biển hồng cô nương xinh đẹp động lòng người nhưng toan tính thì không kém gì ngươi đâu đường lệ từ hỏi hồng cô nương là thế nào với chủ nhân ngươi hoa vô môn cười ha hả ngươi đoán xem đường lệ từ đáp nô tì hoa vô môn ồ lên sao ngươi biết Đường Lệ từ khẽ cong khóe môi, mỉm cười như có như không, chắc là ta đã gặp quá nhiều phụ nữ, nên thấy nàng không có khí chất của chủ nhân. dứt lời y lại nhìn về phía lầu gác đỏ tía, ta đoán sau khi quan tài đá bị phá, hồng cô nương đã không còn ở trong lầu. Hoa Vô Môn bình thản đáp, nhưng kết cục của ta sẽ là tử trận. Đường Lệ từ nuối tiếc nhìn hắn, kiếm pháp của ngươi rất đẹp, rút kiếm đi bàn tay bắt kiếm quyết của hoa vô môn vẫn không hề thay đổi hoàng hôn dần buông xuống thanh niên trẻ tuổi dung mạo thanh tú như hoa gió thổi vi vu tay áo phiêu giật theo gió như đám mây bồng bềnh trôi một tay đường lệ từ sách bao thuốc nặng trĩu đao bên tay trái phản chiếu luồng sáng êm dịu dưới ánh tà dương y nhàn nhã xoay người né một kiếm của hoa vô môn đâm tới đao kiếm đụng nhau đánh keng một tiếng hoa vô môn chỉ lặng lẽ thở dài một người ngồi dậy từ dưới đất kiếm pháp của bình xuyên Ngô châu đáng tiếc ơi là đáng tiếc tiểu tử chưa luyện dế nơi đến trốn kiếm pháp gà mờ lại gặp phải đau sát nhân bừa bãi làm sao mà thắng nổi hoa vô môn giật mình sợ hãi vội vàng nhìn sang mới biết là tên gia đình chồng hoa nằm dài ra đất đã lâu vừa lồm cồm bò dậy ngồi bên cạnh hóng hớt kịch hay hôm nay tâm trạng ngươi có vẻ rất tốt vậy mà lại nhường hắn không chỉ ba kiếm Đường lệ tư cười cười không đáp, đoàn đao ra chiêu lưu loát, thế kiếm của hoa vô môn tuy đẹp nhưng không thể xâm nhập phạm vi ba thước xung quanh đường lệ tư. Đúng vào lúc này, chợt nghe một tiếng nổ bùm kinh thiên động địa. Đường lệ tư quay phát lại thì thấy nguyên phần mái kiếm đường nổ tung, bị bắn văng xa mấy chục trường. Trong làn bụi mù cuồn cuộn, thi thoảng lại bê án ra những mảnh chân đứt tay cụt của ai đó. Có một vài cánh tay cẳng chân viên gạch bị bắn văng lên trời rồi rơi bột xuống gần y, khiến sắc mặt y bống chốc tái nhợt. Vừa rồi đường lệ tự hỏi, dư kiếm vương đối phó với chỉ vân và thẩm lang hồn nắm được bao nhiêu phần thắng, hồng cô nương đáp, trên đường xuống suối vàng có hắn bầu bạn với ngươi không tốt sao? Trong tòa lầu đỏ tía có mật thám, câu nói này của hồng cô nương chẳng lẽ lại mang ẩn ý, chính vào lúc ấy nàng ta đã hạ lệnh tất sát, hy sinh dư khớp phượng phá hủy kiếm đường của dư gia. Vậy chỉ vân và thẩm lang hồn có an toàn không? Đường lệ từ quay phát lại, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo kỳ quái khác thường. Hoa vô môn vẫn cười, nụ cười toát ra vẻ bất đắc dĩ. Ta đã nói rồi, lòng dạ đàn bà như kim rơi đáy biển, hồng cô nương toan tính không kém gì ngươi đâu. Khi ngươi xông vào tòa lầu đỏ tía, nàng ta đã biết dư ra kiếm trang bại lộ rồi, không thể giữ lại, trừ phi giết được ngươi nhưng ta phối hợp cùng tam thập tam sát nhân trận cũng không hạ nổi ngươi, nếu đã không giết được ngươi thì buộc phải diệt trừ vây cánh của ngươi. Tiếc là thuốc nổ chỉ đặt ở kiếm đường, bằng không đã nổ chết ngươi luôn rồi, máu thịt văng tung tóe ha 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 ha. Hắn cười nghiêng cười ngả, nhưng điệu cười lại hết sức bi ai, người cướp đống thuốc đó đi cũng chẳng sao, mấy chục mạng người dư ra kiếm trang nát bét cũng chẳng sao thậm chí ngươi giết quách hoa vô môn này đi cũng chẳng sao nhưng ngươi tự nhận mình là người cực kỳ quý trọng bạn bè hoa ha 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 thế mà ngươi lại đẩy bạn ngươi vào chỗ chết là ngươi hại chết bạn ngươi đó chân mày đường lệ từ khẽ nhíu lại y khẽ cắn môi sắc mặt nổi lên một tia đau đớn ra là vậy tay trái cầm đao khẽ ấn vào bụng ngươi ở lại là để đón nhận cái chết sao hoa vô môn chống kiếm xuống đất đích thân ta hạ lệnh nổ tung kiếm đường, ngươi đã vừa lòng chưa? Ngươi muốn chết, cũng được thôi. Đường lệ từ bình tĩnh cầm đao tiến lên một bước, lại thêm một bước nữa. Cơn gió lạnh bùi hoàng hôn lướt qua mặt y, cuốn theo mấy lọn tóc đen, ta giết ngươi rồi đi cứu người. Hoa vô môn cầm kiếm lao tới, đường lệ từ không nương tay nữa. Đoạn đao chợt lóe sáng, áo xanh thấm đẫm máu tươi, sau đó ánh kiếm lấp loáng tựa như ánh trăng sáng rực một khoảng trời ánh đao lấp lánh máu tươi đậm đặc tưới đẫm thân đao rồi nghe một tiếng bịch mặt đất nhuộm máu ba thước vệt máu uốn lượn như rồng khi tiếng nổ vừa vang lên đã không thấy bóng dáng tuyết tuyến tử đâu nữa không biết hắn bỏ của chạy lấy người hay là đi cứu người tiếng binh khí va vào nhau lạnh buốt giữa ánh đao chớp kiếm lặng thinh chợt vang lên một tiếng đàn nhẹ nhàng như tiếng suối chảy róc rách. Hoa vô môn toàn thân bê bết máu, nghe tiếng đàn kia lại buồn bã mỉm cười, vùng kiếm ra chiêu. Đường lệ từ nghe tiếng liền quay đầu, kiếm khí lướt qua mặt y xén bay mấy sợi tóc. Tóc đứt chầm chậm rơi xuống đất, hòa lẫn với vết máu đang nguội dần đi. Hoa vô môn tiến thêm một bước, tung người nhảy lên, cả người lẫn kiếm lao bổ vào chỗ sơ hở trên ngực đường lệ tư đường lệ từ lại chờ mình xoay một vòng tránh né kiếm thế của hoa vô môn càng thêm ác liệt hòa cùng tiếng đàn dịu dàng mỏng manh kia kiếm nào cũng muốn đoạt mạng người ta giữa ánh đao sắc máu có người gảy đàn mà hát tiếng hát văng vẳng như cận kề bên tai mạnh thanh liên ngâm khúc bạch thủy kiếm mang danh bình xuyên ngô châu tiếc cho người cả đời u mê cỏ độc không học kiếm pháp phụ ân tình có duyên với mỹ nhân lại phụ mỹ nhân chịu nghĩa ân sư mà phụ ân sư, đêm thâu lẻ loi cất bước trên đường dài. Tiếng hát thê lương, người mặc sức hát ca, vô cùng phóng khoáng rung động. Nước mắt hoa vô môn rơi, lăn dọc thân kiếm hòa vào vũng máu. Ánh đao của đường lệ từ tựa như dài lụa, chớp mắt đã đâm xuyên qua ngực hoa vô môn. Hắn kêu lên một tiếng bi thương rồi ngã gục xuống đất, mà tiếng đàn cũng vang vọng, hát đúng đến câu, tuyết trắng phủ kín đời người, quay về, quay về, quay về với tấm thân trong sạch. Hoa vô môn ngã xuống đất, tiếng ca dừng lại, dường như bốn phía xung quanh chẳng còn một ai. Vì sao ngươi lại muốn chết? Thanh đào của đường lệ từ đâm xuyên ngực hoa vô môn rồi theo hắn ngã xuống đất, vẫn còn chưa rút ra hoa vô môn nằm ngửa trên đất, sắc trời tối dần, có thể lờ mờ trông thấy vài ngôi sao phía chân trời. Ta, ta, hắn bật cười, là kẻ chẳng ra gì, cả đời này vong ân bội nghĩa, không học kiếm mà đi luyện cỏ độc, vào phong lưu điềm, uống tinh quỷ cửu tâm hoàn. Tất cả đều tại ta khăng khăng cố chấp, vứt bỏ vợ hiền, chọc tức ân sư, ta chẳng thể quay đầu được nữa, ha ha, tuyết trắng phủ kín đời người, quay về, quay về, quay về với tấm thân trong sạch. Hắn từ từ nhắm mắt, tôn chủ quả đúng là, thấu hiểu, lòng người. Máu, không còn chảy nữa, hắn đã đi rồi. Đường lệ từ thả hắn xuống, chợt đứng lên liếc nhìn tòa lầu đỏ tía, thấy người kia đang ngồi trong lầu gầy đàn. Đó là tôn chủ của phong lưu điềm, tôn chủ kiểu gì mà nỡ coi cái chết của thuộc hạ như một tiết mục múa phụ họa, vì màn trình diễn này mà thỏa sức hát ca, cũng chẳng coi những thi thể vương vãi đầy đất này là chuyện lớn. Y cầm túi tinh quỷ cửu tâm hoàn đi về phía phế tích kiếm đường. Đường lệ từ, trong tòa lầu đỏ tía có người dùng vải đen che mặt, quay lưng vào cửa sổ, kê đàn lên đầu gối gảy loạn xa. gương mặt giả ôn nhã thanh tú, lòng giả lại độc ác lạ thường, rất giống một người. Như người này chết rồi, người đã bị giết không thể nào sống lại. hắn không xem quá trình hoa vô môn chết, cũng không nhìn đường lệ từ lấy một lần. từ đầu đến cuối hắn luôn quay lưng vào cuộc chiến, một lòng chăm chú gảy đàn hát ca. hát mà không tận tình, không dùng hết sức thì không còn thuần túy. Tôn chủ, nơi này nguy hiểm, nếu Chỉ Vân và Thẩm Lang Hồn chưa chết, ba tên đó quay lại phản công thì sẽ khó thoát thân." Hồng cô nương khẽ nói. Nàng đã thay sang bộ đồ khác, đứng bên cạnh cầm giá nến chiếu sáng cho người bịt mặt. "Đi thôi." Người bịt mặt nói, "Chờ bọn chúng đi rồi thì chôn cất hắn cho tử tế." "Vâng." Hồng cô nương khẽ đáp, lặng thinh cầm nến đi vào đường hầm trong lầu. Người bịt mặt bỏ lại cây đàn trong lầu chậm rãi bước xuống bóng hai người nhanh chóng biến mất sâu trong đường hầm phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn